Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em nào ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em hoàn toàn miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc đốm, nứt kính và mất hiển thị nha anh em. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi chốt hàng: 0818 60 60 60, và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em: 0902 060 151, ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile, mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra anh em nào có muốn mua trả góp thì bên em có hỗ trợ cho anh em góp thông qua căn cước công dân, chỉ cần anh em ghé em trực tiếp và đem theo căn cước công dân và không bị dính nợ xấu là anh em đã góp được. Rất là dễ dàng nha anh em, không thẩm định tài chính và không gọi người thân. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là số tài khoản ngân hàng, chương trình trả góp cũng như là miễn phí ship toàn quốc cho anh em. Mỗi ngày em đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Anh em nào có đam mê công nghệ, xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Cây đầu tiên của clip hôm nay thì em lên cho anh em một con siêu phẩm S23 Ultra. Con này là phiên bản Việt Nam, bảo hành còn quá dài luôn em, tới tháng 2 năm 2025 nha. Và mức giá em bán là 16.900.000. Con này thì bản 256GB nha anh em. Đó, RAM 8, bộ nhớ 256, 2 SIM vật lý, hàng chính hãng Việt Nam, màu tím lavender. Ngoại hình con này thì đẹp play new, như là một cây máy mới luôn em. Cấu hình con này thì quá là mạnh rồi, rất là quen thuộc, chạy chip Snapdragon 8 Gen 2. Đó, phiên bản Việt Nam nha, còn bảo hành quá dài luôn em, tới tháng 2 2025, 16.900.000 nha. Đó, con này thì là màu tím lavender, con này còn cả siêu viền luôn em. Đó, không có gì để miêu tả luôn, đẹp keng 99% nha. 16.9. Tiếp theo là một cây phiên bản chính hãng Việt Nam nữa, đây là Samsung S22 5G, RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB, màu tím luôn nha anh em. Con này thì ngoại hình đẹp keng luôn, 99%. Đó, cây này thì khách đang dán keo nguyên cây rồi. Anh em về chỉ gắn sim là xài thôi, có luôn cái miếng dán màn hình luôn nha anh em. Đó, ngoại hình đẹp keng 99%, 2 sim vật lý, có ghi âm cuộc gọi nha. 7.200.000, S22. Samsung A54 5G, con này cũng màu tím luôn em. Đó, hôm nay em về 3 cây đầu tiên là màu tím hết nha. Ngoại hình đẹp keng 99%, còn cả siêu viền luôn. Con này thì RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB, hàng Việt Nam chính hãng nha anh em. 5.400.000. Đó, A54 em bán 5.400.000 luôn em. Samsung Galaxy Note 10 Plus phiên bản Hàn Quốc màu bạc đa sắc. Tình trạng con này là ngoại hình đẹp 98% nha. Nắp lưng sau đã thay, nó thay lưng này là lưng zin Mỹ cho nên không trùng bị may nha anh em. Và màn hình thì nó có bị một cái đốm nhỏ ở dưới đây. Đó, cái đốm này thì trong quá trình anh em dùng thì cũng rất là không có ảnh hưởng gì nhiều nha anh em. Đó, anh em bật vào cái nền đen thì nó che được khuyết điểm. Đó, mất tiêu cái đốm nha anh em. Em bảo hành luôn cho anh em cái phần đốm này, bao là không có bị loang nha. RAM 12 và bộ nhớ trong là 256GB. Đó, con này em thanh lý cho anh em với giá khá tốt luôn em ơi. 2.900.000 nha. Con này thì nếu như không bị đốm thì giá hôm nay chắc cỡ khoảng tầm 5.500.000 đến 5.800.000 nha anh em. Đó, rẻ hơn khoảng 2.000.000 mấy, gần bằng cái màn hình luôn rồi anh em ơi. Đó, giá thanh lý 2.900.000 nha. Vẫn bảo hành cho anh em 3 tháng thoải mái luôn nha anh em. Samsung A24 5G màu đen, con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%. Sườn nó có lăm tăm nhẹ ở trên như thế này, không có bị cấn mớp nha, chỉ bị chốc sơn thôi. Cấu hình thì rất là mạnh anh em, pin rất trâu luôn nha. RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB. Phiên bản Việt Nam có ghi âm cuộc gọi nha, chốc sơn nhẹ mép trên thôi, còn lại là đẹp hết. Việt Nam, 2 sim vật lý, giá em bán là 3.600.000 nha anh em. Giá 3.600.000. Samsung Note 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc, con này thì nó bị hở sáng nhẹ ở viền cam. RAM 12, bộ nhớ là 256, ngoại hình còn quá đẹp luôn em, đẹp trên 98% nha.
gần như là chín chín luôn, không có bị cấn mấp. Đó, màn đẹp long lanh luôn nha anh em, không có bị trầy. Đây, nó bị hở sáng nhẹ như thế này. Đó, hệ sáng viền cam nha. Cái này là bệnh chung của dòng này rồi. Không có bị lưu ảnh gì hết nha anh em, chỉ hở sáng nhẹ thôi. Một sim vật lý nha anh em, con này có một sim thôi, RAM 12 và bộ nhớ là 256GB. Mức giá em bán là 6.900.000 nha. Nó rẻ hơn khá nhiều so với con máy mà không có bị hở sáng anh em. Bản Mỹ thì em đang bán giá là 7.800.000 nha. Con này em lên là 6.900.000. Xiaomi Mi Mix 3, con này thì camera chuột rất là độc lạ, ngoại hình đẹp trên 98%, gần như là 99 luôn. Hai sim vật lý đầy đủ tiếng Việt, RAM 8, bộ nhớ là 128GB nha anh em. 3.100.000 cho con này, giá chùa cháy quá ngon luôn em. Đó, dòng Xiaomi thì thiết kế con này thì giá quá là độc lạ luôn. Đó, camera trượt nha, đây. Đó, trượt lên trượt xuống rất là độc luôn em ơi. Đó. Rồi, 3.100.000 cho con này nha. Tiếp theo là một con Oppo, đây là Oppo Find X, lúc mới sản xuất thì lúc mới ra con này mắc lắm anh em. Tầm khoảng gần như gần 20 triệu luôn em. Con này thì rất là mắc khi mới ra mắt nha. Thì bây giờ chỉ còn giá chữa cháy thôi. 3.100.000, hai sim, RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB. Đó, con này thì cũng camera trượt luôn em. Đây, đó, anh em bật camera nó trượt lên trượt xuống như thế này. Đó, rất là độc nha. Đầy đủ tiếng Việt, màn hình cong Super OLED rất là đẹp luôn em. Hai sim vật lý nha. 3.100.000 cho con này, mức thành giá thành thì khá là tốt cho một con máy đắp trượt hồi xưa rất là mắc tiền nha anh em. 3.100.000. Samsung S22 5G 256GB. Con này bằng phiên bản quốc tế Mỹ, em thanh lý cho anh em với giá là 5.900.000. Ngoại hình thì đẹp nha anh em. Đó, sườn đẹp, lưng đẹp, tại vì cái sườn này và lưng này đã thay mới rồi nha anh em. Và con này chỉ xấu ở cái màn hình thôi. Đây, bị trầy một vài vết như thế này. Còn lại là full chức năng, RAM 8, bộ nhớ 256, xài được hai sim nha anh em, màu vàng gold rất là đẹp luôn. 5.900.000 nha. Tiếp theo là em lên cho anh em dòng Samsung Galaxy Z Fold. Đó, phiên bản bộ nhớ khủng long 512GB. Đó, một cây hàng Việt Nam và một cây bản Hồng Kông. Ngoại hình cặp này thì đẹp keng luôn em, 99%. Đó, một cây màu đen và một cây màu xanh nha. Hai sim vật lý, anh em nào muốn xài bản Hồng Kông thì em sẽ tặng cho anh em thêm một cây ốp lưng và một cây bút tặng kèm luôn nha. Còn cây Việt Nam thì em chỉ tặng cho anh em sạc cáp và ốp lưng thôi. RAM 12, bộ nhớ là 512GB, mức giá em bán là 14.800.000. Đó, một cây màu xanh và một cây màu đen nha anh em. Còn anh em muốn xài Fold 4 mà mua giá thành khá là tốt thì em giới thiệu anh em phiên bản Hàn Quốc màu vàng đồng nha. Ngoại hình đẹp 98-99%, hai sim vật lý, RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Đó, con này thì cũng có ghi âm cuộc gọi luôn nha anh em, và xài được hai sim luôn. Đó, một sim vật lý và một eSIM, dòng Fold 4 hiện tại mức giá đang rất là tốt nha anh em. 12.200.000 cho con này, giá 12.2 nha. Tiếp theo là Samsung Galaxy S20 FE, phiên bản hai sim vật lý, RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128, màu xanh đen, ngoại hình đẹp keng luôn nha anh em, 99%. Rất là khủng long, con này thì cấu hình mạnh mẽ, màn hình tần số quét 120Hz nha anh em. Giá em bán là 4.450.000 cho một con máy hai sim vật lý phiên bản demo nha. Đó, đây là những con máy mà lên kệ để khách người ta test, rồi cái này thì chưa có test nha anh em. Còn dư lại cho nên hãng người ta thanh lý, đó những cái đại lý mà của Samsung ở bên nước ngoài anh em. Đó, phiên bản demo nha. Xài đầy đủ chức năng của một con máy thương mại bình thường, gắn hai sim vào sử dụng. 4.450.000 nha anh em. Samsung Z Flip 4 phiên bản Việt Nam, con này cũng là hàng demo luôn. Ngoại hình đẹp 98-99%. Đó, 5.600.000, con này thì RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB nha anh em, chạy chip Snapdragon 888. Đó, phiên bản Việt Nam nha, con này thì nó hơi bị trầy xíu xíu ở cái màn, không đáng kể lắm anh em, trầy nhẹ thôi, cho nên giá thành thì khá là tốt, chỉ có 5.600.000 nha anh em. Đây, gặp Samsung Galaxy Z Flip 4. Còn một con máy bình thường đẹp keng 99% thì em bán với giá là 6.400.000 nha. Đó, giá 6.400.000, màu gold, ngoại hình đẹp 99%, xài được hai sim luôn nha anh em, 6.400.000. Samsung S21 Plus phiên bản Việt Nam màu tím, ngoại hình con này đẹp 99%,
Tình trạng con này là màn hình nó hơi bị ám hồng nhẹ, cho nên em thanh lý cho anh em với giá chỉ có 4.900.000 thôi. Đây, ám hồng là như thế này. Đó, anh em xem kỹ, nền trắng hơi hồng hồng ở bốn góc nè. Chỉ có vậy thôi anh em, không có bị lưu ảnh gì hết nha, chỉ bị ám hồng ở nền trắng thôi. Cái này là dơ nha anh em chứ không phải là bị đốm gì hết nha. Đây, ám hồng ở cái nền trắng. Nói chung cũng trong quá trình anh em dùng thì cũng khó thấy lắm anh em. Đó, em thanh lý cho anh em nha. Hai sim vật lý RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB. Con này pin khá là trâu bò luôn em. 4.900.000 nha. Samsung S20 Plus phiên bản Hàn Quốc 5G. Một sim nha. Con này thì RAM cao 12GB và bộ nhớ trong là 256GB. Màn hình 2K cực kỳ đẹp và sắc nét. Tần số quét là 120Hz nha anh em. Đó, màu trắng siêu đẹp luôn, 99%. Giá 5.200.000 nha. Tiếp theo là em lên cho anh em dòng siêu pin Samsung S21 Plus phiên bản quốc tế Mỹ. Em có được hai màu, màu tím và màu bạc silver nha anh em. Cặp này thì ngoại hình đẹp 99% luôn, rất là đẹp nha. RAM 8 và bộ nhớ trong là 128. Phiên bản Mỹ thì anh em dùng được hai sim, một sim vật lý và một eSIM nha. Màn hình phẳng 6,7 inch. Con này thì khá là ổn áp luôn em. Pin rất là trâu bò nha, 4.800mAh. 5.900.000. Con này sẽ xài được hai sim luôn nha anh em. Tiếp theo thì em lên cho anh em dòng Samsung S22 Plus phiên bản quốc tế Mỹ màu đen. Ngoại hình đẹp 98%, sườn trầy xước siêu nhẹ theo thời gian. Nói chung là anh em nào dễ tính thì 99 luôn. Đó, màn hình đẹp keng và lưng đẹp keng luôn nha anh em. Mức giá em bán là 7.550.000 cho con này. Đó, dùng được hai sim, chạy chip rất là mạnh mẽ Snapdragon 8 Gen 1, pin 4.500mAh. Con này dùng được hai sim rất là ngon lành luôn nha anh em, một vật lý và một eSIM. Ngoại hình đẹp 98%, sườn nó nhăm nhẹ theo thời gian, không đáng kể nha anh em. Đó. 7.550.000 cho phiên bản S22 Plus nha. Tiếp theo là em lên một cặp Samsung S23 Ultra phiên bản Hàn Quốc bộ nhớ khủng long 512GB. Thì đi kèm theo phiên bản bộ nhớ cao này thì RAM sẽ là 12GB nha anh em. Cặp này màu đen và màu này là màu kem. Em bán đồng giá cho anh em 16.900.000 nha anh em. Đó, giá 16.9. Ngoại hình đẹp 98%. Sườn thì nó có phẩy nhẹ ngay cây bút. Đây, nó phẩy nhẹ ở cây bút, hai cây đều phẩy ngay cây bút hết. Phẩy rất là nhẹ nha anh em, chỉ có phẩy một góc cái này thôi. Còn lại là đẹp hết, màn đẹp, lưng đẹp, nguyên zin 100%. Chạy chip Snapdragon 8 Gen 2 nha anh em, 16.900.000, S23 Ultra. Rồi đời thấp hơn một tí thì em giới thiệu anh em dòng S22 Ultra. Trước tiên đây là con phiên bản Việt Nam, 2 sim RAM 12 và bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì nó cũng bị phẩy ngay cây bút nữa anh em, nó máy tầm khoảng 97-98% thôi. Màn đẹp và lưng đẹp, 2 sim vật lý nha anh em, 12.400.000. Tiếp theo là vẫn là Samsung S22 Ultra, phiên bản Hàn Quốc màu trắng rất là đẹp luôn em. Con này thì ngoại hình đẹp keng luôn nha, 99%. 512GB, em bán 12.400.000 luôn. Con này thì RAM 12 nha anh em, bộ nhớ 512GB. Phiên bản Hàn Quốc ngoại hình đẹp xuất sắc luôn, màu trắng thì xài rất là lâu cũ nha anh em. 12.400.000. Còn phiên bản Mỹ 128GB thì em còn được hai màu, đen và trắng, RAM 8, bộ nhớ 128GB, xài được hai sim luôn, một sim vật lý và một eSIM. Ngoại hình thì đẹp nha anh em, đẹp tầm khoảng trên 98%. Đó, sườn nữa cái phe phẩy nhẹ theo thời gian thôi, không có cấn mốc gì nặng hết anh em. Đó, đây là những con máy nguyên zin 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất luôn nha anh em. Nó chưa từng sửa chữa hay là ép kính này kia nọ, nói chung mọi chức năng thông số đều rất ok. Hai sim, một sim vật lý và một eSIM 128GB. Mức giá em bán đồng giá cặp này 10.200.000 nha. 10.200.000. Tiếp theo là em lên cho anh em dòng S21 Ultra. Em về lô này rất là nhiều luôn em. Ngoại hình thì đẹp 98-99%. Đó, màu đen và màu bạc silver nha. Đó, ngoại hình thì quá là ổn cho cái lô này anh em. 98-99% nha. Và mức giá em bán thì máy bạc, màu bạc thì 8.200.000 và màu đen thì rẻ hơn 200.000 nha anh em. Đó, màu đen thì chỉ có 8.000.000 thôi, màu bạc thì 8.200.000. S21 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. RAM 12 và bộ nhớ trong là 128GB. Chạy con chip Snapdragon 888.
Và phiên bản Mỹ thì anh em xài được 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM anh em. Màn hình đẹp long lanh 2K cộng, 6,8 inch, tần số quét là 120Hz nha. Khả năng zoom size con này là 100x luôn nha anh em, rất là khủng long. Rồi thấp đời hơn một tí thì em lên cho anh em dòng Note 20 Ultra, cũng là phiên bản Mỹ. Hiện tại em chỉ còn đúng một màu đen thôi. Đó, ngoại hình đây, đẹp 98-99%. Đó, nguyên zin nha anh em, chạy xước nhẹ theo thời gian thôi, không cứng không mấp. Nói chung tầm này thì tầm khoảng 98% là chuẩn luôn. Cấu hình thì rất là quen thuộc, RAM 12 và bộ nhớ trong là 128GB. Màn hình đẹp long lanh nha, không có bị ấm ố hay là lưu ảnh gì hết. Con này thì chạy con chip là Snapdragon 865 Plus, khá là khủng long nha anh em. Và phiên bản Mỹ thì anh em dùng được 2 SIM đây, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Pin dòng này thì 4500mAh và mức giá cho một cây máy có bút 7.800.000 nha anh em. Đó, giá 7.800.000. Tiếp theo là em lên cho anh em siêu phẩm Samsung S20 Ultra, phiên bản quốc tế, 2 SIM vật lý màu xám. Ngoại hình đẹp like new như là một cây máy mới. Đây là những con máy demo nha anh em. Đó. Thì hãng nó phát cho những cái store, những cái đại lý để trưng bày cho anh em ghé trực tiếp store để mình trải nghiệm một con máy. Thì đây là những con máy mà còn dư lại trong kho, chưa có lên cày cho nên họ thanh lý ra và em đã mua được. Ngoại hình thì không có điểm nào để chê luôn em. Màn hình 2K cực kỳ đẹp và sắc nét. RAM 12, bộ nhớ trong là 128GB nha. Con này thì dùng được 2 SIM vật lý, giống như là bản Việt Nam nha anh em. Chỉ có cái là nó không có ghi âm cuộc gọi nha. Đó, pin thì 5000mAh. Đó, mức giá em bán là 7.300.000 anh em. Giá 7.300.000 cho một con máy siêu chất luôn nha. Còn thấp tiền hơn mà anh em muốn xài S20 Ultra thì em giới thiệu anh em phiên bản quốc tế Mỹ, em có hai màu, màu đen và màu xám nha. Mức giá thì rẻ hơn khá nhiều so với bản 2 SIM vật lý, chỉ có 6.200.000 thôi. Ngoại hình thì cũng còn quá đẹp luôn nha anh em. Đây, 98-99%. Em quay nhẹ nhàng để anh em xem. Thì khi anh em chốt máy, em sẽ có một clip riêng biệt để quay cận cảnh chi tiết con máy cho anh em, kể cả số email để anh em đối chiếu khi nhận hàng nha. Đúng clip, đúng như máy anh em chốt thì anh em mới thanh toán nha. Còn mà em gửi sai máy thì chắc chắn anh em không thanh toán. Và em sẽ miễn trả tiền ship và tiền cọc cho anh em đầy đủ. Pin thì 5000mAh. Con này thì không có gì để chê, mức giá chỉ có 6.200.000 thôi anh em. Khá là tốt cho một con máy siêu phẩm zoom xa nha. Tiếp theo là em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy S23 5G phiên bản quốc tế Mỹ, màu tím lavender. Ngoại hình cặp này thì đẹp keng luôn em, 99%. Đó, cấu hình thì siêu khủng long, RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2 nha. Đó, chip này thì không có gì để bàn rồi, bao chiến mọi game. Đó, phiên bản quốc tế Mỹ dùng được 2 SIM luôn nha anh em. Đây, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Pin con này sắp hết rồi cho nên nó hơi bị yếu nha anh em. Đây, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Pin thì khá tốt nha, 3900mAh. Không có gì để chê cho con này luôn em. Nhỏ gọn, cấu hình khủng long, 9.300.000 nha. Còn anh em muốn xài S23 mà phiên bản Việt Nam 2 SIM vật lý và còn bảo hành dài thì đây em giới thiệu anh em một cây màu kem. Con này kích hoạt vào tháng 3 năm 2024 thì mới xài có 3 tháng thôi anh em. Còn bảo hành cho tới tháng 3 năm 2025 nha. 2 SIM vật lý và có ghi âm cuộc gọi cho nên giá thành thì cao hơn bản Mỹ 1.100.000 anh em. 10.400.000 cho con này nha. Giá 10.400.000. Tiếp theo là em thanh lý cho anh em một cây S21 Ultra phiên bản chính hãng Việt Nam, 2 SIM vật lý, ngoại hình thì tầm khoảng 95-96%. Sườn thì nó có nhăm và phẩy theo thời gian. Đây, chỗ này nó bị phẩy đây. Còn lại là khá ổn nha. Nó nhăm nhẹ trên đầu, không đáng kể lắm. Và con này thì đã thay nắp lưng sau rồi nha anh em. Đó, cây này thì em thu lại của khách đây. RAM 12, bộ nhớ 128GB. Thanh lý cho anh em 6.900.000 nha. Đó, 6.900.000. 15 Pro Max màu blue. Con này thì phiên bản chính hãng Việt Nam anh em. Con này 256GB. Mức giá em bán là 26.500.000. Ngoại hình thì khách xài kỹ, xài lướt, đẹp, like new như là một cây máy mới luôn em. Nó không một tì vết luôn, rất là đẹp nha. Con này thì khách xài là hơi bị kỹ luôn em. Tình trạng con này là pin còn được 99% và sạc 177 lần, còn bảo hành cho tới tháng 9 năm 2024 nha em. Còn khoảng
3 tháng, 4 tháng nữa, 3 tháng nữa anh em, nay tháng 6 rồi, thì tới tháng 9 năm 2024, hàng chính hãng Việt Nam, 256GB, ngoại hình đẹp, play new, như là một cây máy mới luôn anh em, rất là đẹp nha. Em soi rất là kỹ rồi, không một tì vết luôn, một sim vật lý và một eSIM. Con này thì 26.500.000. Nó iPhone thì cũng không có gì để review nhiều, cho nên em quay lướt lướt qua để báo giá nhanh cho anh em để tiết kiệm thời gian nha. Nhiều khi em quay một clip dài quá, anh em không có thời gian để xem hết, cho nên nó hơi bị dài. Có nhiều anh em góp ý là thôi quay ngắn ngắn thôi. Thì ngắn ngắn thì không đủ số lượng máy anh em. Tiếp theo là 13 Pro Max màu trắng. Con này phiên bản chính hãng Việt Nam. Ngoại hình đẹp keng 99% nha. Pin thì còn được 81%. Pin rất là trâu bò nha anh em, chứ không đến nỗi mà yếu nha. Sau này anh em có muốn thay cục pin new thì em hỗ trợ cho anh em với chi phí chỉ có 400.000 thôi. Phiên bản này là Việt Nam, một sim vật lý và một eSIM. Đây, pin còn được 81%, xài cũng rất là trâu luôn, gần như là cả ngày luôn nha anh em. Đó, ngoại hình đẹp nha. 14.300.000. Còn anh em muốn xài pin cao hơn thì đây em có được hai, bữa nay về được hai màu. Một cây thì màu xanh quân đội và một cây màu xanh blue Sierra. Cây màu xanh quân đội thì pin zin 87 và cây màu xanh thì pin zin 92%. Cặp này em bán đồng giá cho anh em là 14.900.000 nha anh em. Đó, ngoại hình thì còn quá nét luôn, 98-99%. Không có bị cấn mớp nha, sườn này kia nọ nó hơi lâm dâm nhẹ theo thời gian thôi, không đáng kể lắm. Đó, mang đẹp và lưng đẹp, 14.900.000. Dòng 13 Pro Max thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng trọn đời máy. Lỡ như mà sau này anh em bị xanh màn hình hoặc là trắng màn hình thì chỉ cần anh em ghé em thôi, ngồi chờ 5 phút là anh em đã fit xong nha. Nó con này thì pin zin 92, rất là châu bò nha anh em. 14.900.000, em bán cặp đó đồng giá luôn. Thấp đời hơn một tí thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 12 Pro Max. Em về được hai màu thôi anh em, một cây màu xanh và một cây màu trắng. Bộ nhớ 128GB, ngoại hình đẹp 98% thì em bán với giá là 11.400.000. Con này thì pin zin còn được 85%. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 98% nha. Nó sườn nó có trầy xước và phẩy nhẹ thôi, không đáng kệ lắm nha anh em. Nói chung còn khá ổn cho một con máy zin đã qua sử dụng. Con này thì zin nguyên cây luôn, ngay kể cả cục pin luôn nha anh em. 11.400.000. Còn cây màu trắng thì ngoại hình đẹp 99% và pin thì đã được thay new 100% rồi. Đó, giá thì em bán nó cao hơn có 200.000 thôi nha anh em. Nó cây này thì em bán ra cho khách xài cũng lâu rồi, em mới vừa thu lại khách đổi của Android cho nên bán tiếp cho anh em. Pin thì vẫn như cũ luôn anh em, pin vẫn đủ 100% nha. Đây là cục pin thì em đã thay new rồi và có sạc cổ cáp cho nên vẫn có dung lượng bình thường. Phiên bản quốc tế Mỹ 128GB, một sim vật lý và một eSIM nha anh em. Đó, con này thì nó mắc hơn có 200.000 thôi anh em. 11.600.000 nha. Bên em bán thì sẽ bảo hành 3 tháng và miễn phí ship cho anh em. Còn cây 256GB này thì em bán với giá là 12.500.000. Con này thì pin zin còn được 87%. Đó, ngoại hình thì cũng vậy luôn em, đẹp tầm khoảng 98% nha. Trầy xước rất nhẹ theo thời gian, nó cũng không đáng kể lắm anh em. Nó trầy trầy nhẹ nhẹ theo thời gian thôi, màn hình đẹp keng. Dòng 12 Pro Max thì em có cái cảm ứng, cái cường lực sẵn. Thì anh em mua thì em sẽ tặng cho anh em full cường lực sạc cáp và ốp lưng. Con này thì cũng là bản quốc tế Mỹ luôn nha anh em. Pin zin còn được 87%, xài rất là bền bỉ theo thời gian và khá là trâu bò nha. 12.500.000. iPhone 8 Plus 64GB màu đen, con này thì tình trạng là đã thay pin và thay vỏ rồi nha anh em. Màn hình zin và mềm zin, con này thì sẽ không có tru tông. Chức năng và chức năng sử dụng bình thường, bảo hành 3 tháng. Chữa cháy là quá ngon luôn em, con này em lên là 3.200.000 nha. Giá 3.200.000. iPhone 14 Pro Max phiên bản 1T là 1000GB màu gold rất đẹp, con này thì ngoại hình đẹp keng luôn. 99% và pin zin thì 89%. Phiên bản quốc tế Mỹ em bán với giá là 23.600.000 cho anh em. Giá 23.600.000. Thì phiên bản Mỹ thì không có chỗ để sim vật lý cho nên anh em muốn xài thì phải add eSIM nha. Dòng này thì anh em add được 2 eSIM, đó, 1TB là 1000GB. 2 eSIM rất là tiện lợi luôn anh em. Xài không có lo bị mất sim nha. Đó, pin zin 89%, xài rất là trâu bò. Đó, màu gold rất là đẹp nha. Đẹp keng luôn, 99%, 23.600.000 cho một con máy bộ nhớ siêu khủng long anh em. Tiếp theo là iPhone 14 Pro 128GB, phiên bản Hồng Kông, 2 sim vật lý, ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%.
Sườn thì nó có lâm dâm nhẹ theo thời gian, không đáng kể lắm anh em. Nói chung còn khá ổn nha. Màn hình đẹp và lưng đẹp. Con này em lên với giá là 17.600.000 cho một con máy khá là hiếm hàng thời điểm hiện tại. Pin zin còn được 85% nha anh em. Đó, đây là phiên bản A, hai sim vật lý. Anh em gắn cả hai sim vào chiến đấu luôn. Bộ nhớ 128GB. Dùng được hai sim giống như là Samsung Việt Nam nha anh em. 14 Pro 17.600.000. iPhone 11 Pro Max 256GB. Con này thì em thu lại của khách màu xanh green. Ngoại hình đẹp keng 99%. Đó, nguyên zin 100%, chưa từng bung mở luôn nha anh em. Ngoại hình của này thì quá đẹp và xuất sắc luôn em ơi. Em bán với giá là 8.900.000. Con này là phiên bản quốc tế Mỹ nha. 256GB, một sim vật lý và một eSIM. Pin zin 83%. Đó, con này thì cầm nắm cực kỳ là chất luôn em. Đó, 11 Pro Max 256GB nha. Bộ nhớ cao. 8.900.000. Em lên giá con này 8.900.000 nha anh em. Tiếp theo là một cặp iPhone 11 màu gold, màu vàng và màu xanh mai. Cây màu vàng này thì ngoại hình đẹp 98-99%, màn hình hơi bị ám nhẹ ở nền xám, còn lại là ổn hết, pin zin 86%, em lên là 5.300.000 nha. Còn cây màu xanh mai thì vỏ đã thay và pin thì cũng đã thay new 100% luôn, ngoại hình đẹp like new như là một cây máy mới, rất là đẹp nha anh em. 5.900.000, dùng được 2 sim và bộ nhớ trong 64GB. Một sim vật lý và một eSIM nha. iPhone XS Max 250 con này là 64GB, phiên bản nhất A, hai sim vật lý. Con này màn hình nó hơi bị lưu ảnh nhẹ ở nền trắng. Mức giá em bán con này là 4.700.000. Đó, giá chữa trái cho anh em nha. Dùng được hai sim rất là tiện lợi, phiên bản Hồng Kông, nhất A, hai sim vật lý, chỉ có 4.700.000 thôi nha. XS Max 256GB, con này thì màn hình zin đã wipe kính và pin thì đã thay new 100% rồi. Màu trắng rất là đẹp luôn em ơi, đẹp 99% nha. Đây, em quay cho anh em xem con này luôn. Màn hình đã qua ép kính rồi nha anh em. Đó, anh em lưu ý màn này vẫn đảm bảo cho anh em là màn hình zin. Phiên bản quốc tế Mỹ 256GB, đã thay cục pin new rồi. Anh em về chỉ gắn sim là xài thôi. Dùng được một sim vật lý và một eSIM, màu trắng siêu đẹp luôn em ơi. Đó, 6.300.000 nha. Tiếp theo thì em sẽ thanh lý cho anh em một cây 512GB phiên bản quốc tế. Con này là pin thì đã thay new 100% rồi. Ngoại hình thì còn khá ổn luôn nha anh em, đẹp 98-99%. Con này là thay pin nhưng mà không sạc cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt nha. Và máy thì cũng không có chu tông. Em đã mở kiểm tra màn hình zin, men zin và vỏ zin. Ở bên em bán hàng thì có sao em báo chính xác tình trạng cho anh em chứ không có dấu diếm nha. 6.400.000 cho một con máy bộ nhớ khủng long 512GB nha anh em. Tiếp theo em lên một cặp iPhone 12 bộ nhớ 128GB, rất là đẹp luôn, một cây màu tím và một cây màu xanh mai nha anh em. Thì cặp này em lên với giá là 7.900.000. Cả hai con này pin thì cũng đã được thay new 100% rồi. Ngoại hình đẹp xuất sắc luôn em, đẹp không có gì để chê luôn nha. Một cây vỏ zin và một cây vỏ thay new nha anh em. Đó, anh em lưu ý nha, cây vỏ zin là hình như là cây màu xanh mai, cây vỏ thay là màu tím anh em. Đó, rất là đẹp, phiên bản quốc tế 128GB, một sim vật lý và một eSIM. Cặp này em lên với giá là 7.900.000 nha, giá 79. iPhone 13 bình thường bộ nhớ 256GB, màu đỏ rất là đẹp luôn em. Con này thì ngoại hình đẹp 98-99%, trầy nhẹ ở viền cam thôi, không đáng kể. Và pin thì còn được 94%, 256GB phiên bản Việt Nam. Con này em lên với giá là 10.900.000 nha. 13 thường màu đỏ quá đẹp luôn, 256GB, dùng được 2 sim, 1 sim vật lý và 1 eSIM nha anh em. 10.900.000. Một cặp XS để anh em trải nghiệm và chữa cháy quá là ngon luôn em. 64GB, em lên với giá là 3.900.000 và 4.300.000 nha. Cây màu đen thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 90% thôi. Đó, kính đẹp, lưng đẹp và sườn thì nó có nhăm nhiều theo thời gian. Không đáng kể lắm nha. 64GB không cấn không móp anh em. Chứ vỏ nhăm xấu nha. 3.900.000 iPhone XS giá rẻ như là con iPhone XR luôn em. Còn cây màu gold này thì pin 83%. Lưng nó có báo dòng chữ là đã thay thế bởi một công ty một bên thứ ba. Nói chung là lưng này lưng zin của Apple luôn em. Đó, những con máy này thì đã được làm lại nha. Ngoại hình đẹp 98%, pin zin 83%,
4.300.000 màn zin, men zin và vỏ zin luôn nha anh em, đầy đủ hết tất cả các chức năng. Đây em bấm xem phần giới thiệu để anh em xem. Con này thì nó báo là linh kiện pin Apple chính hãng này, được thay vào ngày 21 tháng mấy năm 2021 luôn nè anh em. Pin còn được 83%, xài khá ổn nha. Một sim vật lý và một vi sim, 4.300.000 nha. Tiếp theo là em thanh lý cho anh em một cây 13 Pro 256GB màu xanh blue. Ngoại hình con này đẹp keng 99%. Tình trạng con này là đã thay màn và thay cam và thay vỏ luôn em. Đây là những linh kiện zin bốc máy từ máy khác sang. Đó, con này là một con máy ráp nha. Xài full mọi chức năng, chỉ không có trung tâm thôi. Bao cho anh em là 3 tháng thoải mái sử dụng. Riêng phần màn hình thì hỗ trợ fit màn xanh trắng trọn đời cho anh em. Mức giá thì chỉ bằng một con 13 thường thôi, 10.900.000 nha, phiên bản quốc tế, hàng chính hãng Việt Nam nha anh em, giá 10.900.000. Tiếp theo thì em lên một cặp iPhone 11 Pro màu xanh green, ngoại hình đẹp 98%. Cả hai con này thì đã đều được thay màn hình linh kiện rồi nha anh em, chu tông không có nè, rồi Face ID thì đầy đủ, nói chung đầy đủ hết mọi chức năng, chỉ có là báo màn linh kiện trong phần cài đặt và không có chu tông thôi, phiên bản quốc tế nha anh em. Mức giá em bán là 6.400.000, cảm ứng này kia nọ bình thường, bảo hành luôn cảm ứng 3 tháng cho anh em chữa cháy. Một sim vật lý và một eSIM nha. 11 Pro Max 64GB. Đó, màn linh kiện thì em có ghi chủ động cho anh em đây. Màn linh kiện nha. Đó đây, màn lô. 6.400.000 nha.